hoàng cảnh sạt lở nhấn chìm nhà dân tại xã Mỹ Nhị, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp xuống sông. Một đối tượng trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang giết người chỉ vì mâu thuẫn sau tai nạn giao thông. Mâu thuẫn từ trước, sau khi uống rượu, một đối tượng đã cầm rựa sang nhà nạn nhân chém loạn xạ, khiến một người tử vong, hai người trọng thương. Cùng nhà nông thông minh tìm hiểu về giống tắc không hạt, mọng nước độc đáo tại Bến Tre. Xin kính chào quý vị khán giả, Đào Duy và Như Nguyễn rất hân hạnh khi được đồng hành cùng tất cả quý vị trong bản tin nóng 24 giờ được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình Long An trong ngày hôm nay. Vào khung giờ quen thuộc này mỗi ngày, quý vị đừng quên theo dõi những sự kiện thời sự, tình hình an ninh trật tự và nhiều câu chuyện về cuộc sống đáng chú ý đã được ban biên tập của chúng tôi cập nhật và tổng hợp để nhanh chóng gửi đến quý vị khán giả. Và ngay bây giờ sẽ là thời lượng dành cho chuyên mục Tin Nóng. Mới đây, nhiều du khách đang đi du lịch tại vùng biển danh thắng Mũi Điện tại thị xã Đông Hòa của tỉnh Phú Yên đã bất ngờ được chứng kiến cảnh đàn cá heo khoảng 20 con xuất hiện nhảy múa trước mặt họ. Những hình ảnh thú vị này đã được Nóng 24 giờ ghi nhận và chuyển đến quý vị ngay sau đây. Anh Nguyễn Văn Duy, hướng dẫn viên du lịch cho biết khoảng 9 giờ 20 sáng ngày 14 tháng 5, khi anh đang đưa đoàn du khách tham quan danh thắng quốc gia Bãi Môn Mũi Điện thì phát hiện đàn cá heo khoảng 20 con. Theo anh Duy, đàn cá heo bơi từ vùng biển phía Nam hướng ra phía Bắc. Khi bơi ra đến Mũi Điện, dường như thấy nhiều du khách đang theo dõi quay phim chụp hình nên đàn cá heo này đã nhảy múa bên trên mặt biển. Nhiều du khách tỏ ra vô cùng thích thú trước việc đàn cá heo xuất hiện và nhảy múa như biểu diễn trước mắt họ dưới khung cảnh sơn thủy hữu tình độc đáo của danh thắng quốc gia Bãi Môn Mũi Điện. Đàn cá heo nhảy múa khoảng 10 phút sau đó tiếp tục bơi về phía Bắc. Ông Đào Quang Minh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Phú Yên cho biết, cá heo thường đi theo đàn và thời gian gần đây xuất hiện ở vùng biển gần bờ các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có Phú Yên. Vào tháng 9 năm 2020, cũng xuất hiện đàn cá heo 200 con nhảy múa ở vùng biển Lao Mái Nhà, xã An Hòa Hải, huyện Tuy An. Tin Nóng xin tiếp nối với hình ảnh kinh hoàng về một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại xã Mỹ Nhị, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, khiến hàng loạt nhà dân bị đổ sập xuống sông Cần Lố vào chiều 14 tháng 5. Đoạn bị sạt lở kéo dài khoảng 30 mét, khiến 10 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 4 nhà bị nhấn chìm hẳn xuống sông. Được biết, tình trạng sạt lở trên sông Cần Lố đã kéo dài nhiều năm nay, và chỉ trong thời gian ngắn đã có đến 3 lần sạt lở với tổng chiều dài là 200 mét. Vụ sạt lở dù không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ tài sản của người dân trong 4 căn nhà đã bị nước cuốn trôi. Địa phương đang hỗ trợ người dân nhanh chóng di dời vật dụng của những căn nhà có nguy cơ bị ảnh hưởng nhằm giảm thiểu tình trạng thiệt hại nếu nơi này tiếp tục xảy ra sạt lở. Chiều 14 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, một căn nhà cũng bốc cháy dữ dội, nhiều người ôm tài sản tháo chạy và may mắn không có thiệt hại về người. Theo thông tin ban đầu, vào lúc 15 giờ 51 phút chiều qua ngày 14 tháng 5, ngọn lửa bùng lên dữ dội tại lầu 3 căn nhà 4 tầng, trụ sở công ty cổ phần Viễn Tâm, chuyên sửa chữa thiết bị viễn thông trên đường Hưng Hóa, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó ngọn lửa lan rộng, cột khói bốc lên cao. Người dân dùng bình chữa cháy mini để dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhận tin, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Tân Bình điều động xe chữa cháy và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập tắt hoàn toàn đám cháy. Vụ việc thiêu rụi khoảng 9 mét vuông cùng một số thiết bị viễn thông hư cũ, ước tính khoảng 13 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân hỏa hoạn. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý liên quan đến an ninh trật tự. Mới đây, một người đàn ông cầm súng xông vào nhà dân ở tỉnh Quảng Bình bắn loạn xạ gây kinh hãi. Nguyên do vì sao? Mời quý vị theo dõi chi tiết vụ việc kinh hoàng này ngay sau đây. Đối tượng Nguyễn Đức Quý, sinh năm 1983, trú thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình, bị công an bắt vì dùng súng đột nhập nhà dân, bắn nhiều phát, gây náo loạn khu dân cư. Vào chiều ngày 12 tháng 5, anh Phan Cô Vích, sinh năm 1983, ngồi ở phòng khách, thì Quý đi ô tô đến nhà. Vừa bước vào nhà, Quý đã bắn liên tiếp 6 phát đạn, gây náo loạn. Ông Phạm Xuân Vinh, sinh năm 1950, và bà Nguyễn Thị Lý, sinh năm 1953, là bố mẹ anh Vích từ tầng 2 đi xuống. Bà Lý vào can ngăn, Quý dí súng vào bà Lý đòi bắn. Ông Vinh vào van xin, ôm Quý ra. Theo tìm hiểu, vợ anh Vích bán vật liệu xây dựng cho Quý làm nhà. Quý còn nợ hơn 25 triệu đồng nhưng không trả mà còn vác súng đi tìm bắn chị Hiền. Lúc này, chị Hiền không có ở nhà nên Quý bắn loạn xạ. Ngay trong đêm ngày 12 tháng 5, đối tượng Quý đã bị bắt giữ. Sáng 15 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Thanh Kiệt, sinh năm 2005,
để điều tra về hành vi giết người và đối tượng Lưu Nhật Huy sinh năm 2004 về hành vi che giấu tội phạm. Cả hai đối tượng cùng trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và bị bắt giữ chỉ sau vài giờ gây án. Nguyên nhân gây án xuất phát từ mâu thuẫn sau tai nạn giao thông, thưa quý vị. Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 5, tại khu vực tổ 4 ấp An Quế, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, xảy ra vụ giết người. Nạn nhân được xác định là Phạm Hoàng Kiên, sinh năm 2009, trú tại địa phương. Sau khi gây án, hai đối tượng lên xe mô tô bỏ trốn. Qua công tác quản lý địa bàn đối tượng cùng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an đã nhanh chóng xác định và bắt giữ Võ Thanh Kiệt và Lưu Nhật Quy là hai nghi phạm trong vụ án. Tại cơ quan công an, Võ Thanh Kiệt khai nhận, trước đó trong lúc điều khiển xe tham gia giao thông, giữa Kiệt và Kiên đã xảy ra mâu thuẫn. Kiên đòi chém Kiệt nên Kiệt gọi điện thoại kêu Quy đến đánh Kiên. Khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 5, Kiệt điều khiển xe mô tô chở Quy đi tìm Kiên. Gặp Kiên trên đường, Kiệt liền chặn đầu xe của Kiên, tiếp tục cãi vã dẫn đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Kiệt dùng dao tự chế chém nhiều nhát vào người Kiên, khiến Kiên tử vong. Sau khi gây án, Kiệt nói Quy chở Kiệt trốn khỏi địa phương. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 14 tháng 5, Quy vừa trở về nhà thì bị lực lượng công an bắt giữ. Còn Kiệt cũng bị bắt giữ ngay sau đó khi đang lẫn trốn ở nhà người quen tại xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới. Đồng thời, công an tiến hành thu hồi hung khí gây án. Cũng trong sáng 15 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế xác nhận ông Võ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủy Châu, bị một người đàn ông dùng vật nhọn đâm trọng thương và đang nhập viện điều trị. Nghi phạm vừa bị lực lượng công an bắt giữ. Hiện trường gây án là một quán cà phê trên địa bàn của thị xã Hương Thủy. Sau khi gây án, nghi phạm đã chạy xe máy bỏ trốn. Theo hình ảnh trích xuất từ camera, trong lúc gây án, nghi phạm mặc áo màu xám, quần đen, đi xe máy hiệu Dream, bỏ trốn khỏi hiện trường theo hướng từ thị xã Hương Thủy đi thành phố Huế. Đến 10 giờ ngày 15 tháng 5, công an thị xã Hương Thủy cho biết đã bắt giữ được nghi phạm là VTT, tên nghi phạm đã được chúng tôi đọc tắt, trú tại phường Thủy Châu, từng có tiền án tiền sự. Còn tại tỉnh Ninh Thuận thì vào khoảng 4 giờ sáng ngày 15 tháng 5, tại khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn cũng đã xảy ra vụ án mạng khiến cho một người tử vong tại chỗ và hai người bị thương rất nặng, đang được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận. Được biết, nguyên nhân ban đầu của cơ quan chức năng xác định là do có mâu thuẫn từ trước. Sau khi uống rượu, đối tượng đã cầm rửa sang nhà nạn nhân gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này. Nạn nhân tử vong là ông Cao Hồng Lân, 57 tuổi. Và hai người bị thương là bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, 56 tuổi, vợ của ông Lân, cùng người con trai Cao Hồng Sơn, 17 tuổi, học sinh lớp 11. Người gây án là ông Nguyễn Văn Phụng, 55 tuổi, thường trú ở khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, đang tạm trú tại một căn nhà trên đường Lê Duẩn, cách nhà nạn nhân là ông Lân chỉ một căn nhà. Sau khi gây án, ông Phụng đến công an địa phương tự thú. Theo thông tin ban đầu, vợ chồng ông Lân làm nghề bán hàng ăn. Sáng 15 tháng 5, vợ chồng ông Lân đang dọn quán để bán, thì ông Phụng cầm cây rựa chạy qua nhà, chém ông Lân đứt lìa cánh tay. Bị chém bất ngờ, ông Lân bỏ chạy được một đoạn thì thấy ông Phụng đang chém vợ mình nên quay lại can ngăn. Lúc này ông Lân tiếp tục bị ông Phụng chém nhiều nhát vào người và tử vong tại chỗ. Sau đó ông Phụng cầm rựa chạy vào phía trong nhà chém cháu Sơn bị thương rồi bỏ đi. Sau khi biết sự việc, người dân địa phương đã kịp thời đưa vợ con ông Lân đi cấp cứu và báo sự việc cho cơ quan công an. Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, do có mâu thuẫn từ trước, rạng sáng ngày sau khi uống hai ly rượu tại nhà, ông Phụng cầm rựa sang nhà ông Lân chém người. Thưa quý vị, tại xã Chư Răng của huyện Iapa, tỉnh Gia Lai vừa xảy ra một vụ việc hết sức thương tâm. Thấy cha sửa máy bơm không may bị điện giật ngã xuống giếng, một người con ruột và một người con rể đã vội nhảy xuống cứu cha, nhưng cả ba cha con đều bị điện giật tử vong dưới giếng sâu. Sự việc đau lòng này xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 14 tháng 5. Vào thời điểm trên, ông Kaso Anen, 53 tuổi, trú tại thôn Von Bon, xã Chư Răng, ngồi sửa máy bơm tại giếng nước trong sân nhà thì bị điện giật ngã xuống giếng. Thế vậy, anh Negui, 26 tuổi, là con rể của ông Kaso Anen, đang đứng gần đó, đã nhảy xuống giếng cứu cha và cũng bị điện giật. Tiếp theo đó, anh Ramathan, 29 tuổi, là con ruột của ông Kaso Anen, tiếp tục nhảy xuống giếng cứu người thì cũng bị điện giật. Các nạn nhân sau đó được người thân trục vớt và đưa đến trung tâm y tế huyện Iapa để cấp cứu nhưng đã tử vong. Sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Chư Răng đã tổ chức thăm hỏi động viên và cử lực lượng hỗ trợ gia đình các nạn nhân lo hậu sự. Mở đầu camera nóng hôm nay là vụ tai nạn xảy ra tại ngã ba Quán Phượng, thị trấn Gio Linh, Quảng Trị, được camera ghi lại. Một chiếc xe tải di chuyển với tốc độ khá nhanh trên đường mưa trơn trượt, dẫn đến mất lái gây họa cho xe máy khi qua ngã ba. Vụ việc là lời cảnh báo đến các bác tài nên cẩn trọng hơn khi tham gia giao thông vào thời điểm đi đường vào trời mưa, rất dễ bị trơn trượt.
Lúc này tại ngã ba, trời mưa nên đường khá trơn trượt. Một chiếc xe tải đã phóng nhanh nên đã tông vào người đi xe máy phía trước, nhưng may mắn không bị thương, không có thiệt hại về người trong vụ tai nạn. Nhưng có thể thấy, khi một chiếc xe trọng tải lớn mất kiểm soát, nhiều phương tiện đi đường khác cũng sẽ bị đặt vào tình huống nguy hiểm. Hiện nay không chỉ có các nhóm đối tượng chạy ô tô đi trộm chó mà còn táo bạo đột nhập nhà dân trộm tài sản. Việc đi ô tô một phần đã ngụy trang và ít bị chú ý khi hành nghề. Và mới đây thì một nhà dân ở khu vực Dầu Tiếng của tỉnh Bình Dương phản ánh là bị một nhóm trộm đi ô tô đột nhập vào ban đêm để trộm tài sản. Theo đoạn clip camera an ninh nhà dân ghi nhận rạng sáng cho thấy, một nhóm đối tượng đi ô tô dừng lại trước ngôi nhà. Sau khi mở cổng trước, hai đối tượng trùm kín đã đi vào bên trong ngôi nhà. Các đối tượng đã bẻ khóa cổ và dắt trộm một chiếc xe máy. Trước khi rời khỏi, đối tượng còn lấy cả đôi dép của chủ nhà. Tiếp theo là vụ cướp táo tợn xảy ra ở ngã tư 550, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Dừng bên đường nghe điện thoại, một cô gái đã bị giật phăng chiếc điện thoại trên tay chỉ trong tích tắc. Mời quý vị theo dõi đoạn camera ghi lại vụ việc. Cụ thể, vào thời điểm này, một cô gái đang dừng xe bên đường để nghe điện thoại. Nam thanh niên chạy xe hướng ngược chiều đi qua, thế vậy liền quay đầu, đứng chờ quan sát, rồi bất ngờ phóng xe tới gần, giật phăng chiếc điện thoại của cô gái. Hành động của đối tượng quá nhanh, khiến chủ nhân chiếc điện thoại gần như đứng hình trong chốc lát, rồi choàng tỉnh phát hiện mình vừa bị cướp giữa đường. Cô gái sau đó có phóng xe đuổi theo tên cướp, nhưng bất thành. Thưa quý vị, thời tiết nắng nóng kéo dài thời gian qua không chỉ ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng điều tiết nước tưới của các công trình hồ chứa, đập thủy lợi ở khu vực Đông Nam Bộ mà cũng như các tỉnh miền Tây còn ảnh hưởng khá nặng nề tại các tỉnh Tây Nguyên, nơi được xem là luôn có khí hậu mát mẻ ôn hòa. Đơn cử là tại tỉnh Kon Tum thì nhiều diện tích cà phê tại huyện Đắc Hà đã xuất hiện tình trạng là cháy lá, khô cành và quả thì bị non do không đảm bảo nguồn nước tưới tiêu, năng suất dự kiến sẽ bị sụt giảm trên 35%. Điều gì đang xảy ra? Mời quý vị theo dõi những hình ảnh thực tế được phóng viên Nóng 24 giờ ghi nhận ngay sau đây. Vì thiếu nước tưới, hàng trăm cây cà phê tái canh từ năm thứ hai trở lên của chị Nguyễn Thị Hồng có hiện tượng bị khô cành, rụng lá. Những trái cà phê non vừa mới đậu vài tháng trước đang trong tình trạng héo hắt và không còn khả năng phát triển. Những hộ như chúng tôi đây là ở cuối nguồn nước thì phải đợi cho họ tưới hết đã, có nghĩa là ngày phải 8-9-10 ngày mới đến lượt của bọn tôi, là thì lúc đấy cà cũng có hiện tượng héo rồi, đuối sức rồi. Để có được cái nguồn nước này là gia đình tôi là phải đi xin, trước mắt là đi xin những hộ, những cái chủ hồ, mà thứ hai là xin không được nữa là dùng biện pháp mua nước để tưới và cứu kịp thời những vườn cà nó bị cháy này. Công ty cà phê Đắc Uy, huyện Đắc Hà hiện có trên 420 hectare cà phê với gần 270 hectare tái canh năm thứ hai trở lên. Đa phần diện tích này phụ thuộc vào nguồn nước điều tiết từ hệ thống kênh cấp nước dẫn từ đập Đắc Uy cách xa trên 10 km. Khi nguồn nước từ hệ thống kênh cấp dẫn nước bị sụt giảm, không còn khả năng điều tiết nước tưới về cuối nguồn, nắng hạn đã làm trên 60 hectare bị thiệt hại. Hiện tại thì nước trên mương thì không có nữa. Mà công ty thì cũng có đi làm việc với đơn vị thủy nông, thì thực tế ra nước trên đập mùa xuân, cái công ty thì tưới chủ yếu là nước trên mương của đập mùa xuân, thì đập mùa xuân thì cũng đã cạn, cũng khô. Công ty cũng có thông báo rồi, cũng không thông báo với đối người lao động và động viên người ta là cố gắng tận dụng mọi nguồn nước hiện có trên, ví dụ như ao hồ, sông suối và đập. Nếu mà hơi đập hơi xa thì cố gắng hai ba nhà chúng ta chung một đường ống kéo lên, đẩy lên để tưới để cứu vườn cây. Theo thống kê của ngành nông nghiệp huyện, mùa khô hạn năm nay, toàn huyện có trên 500 hectare cây trồng có nguy cơ thiếu nguồn nước tưới. Không chỉ sụt giảm năng suất, việc thiếu nước tưới còn khiến bộ rễ của cây trồng dễ bị tổn thương và phát sinh các loại mầm bệnh, làm ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển, năng suất trong suốt chu kỳ kinh doanh sau này. Thưa quý vị, thời gian ngắn gần đây trên các mạng xã hội quảng cáo một dịch vụ mang tên là bắt sâu mắt, bắt sáng mắt giúp cho mắt khỏe. Để quảng cáo cho dịch vụ này thì các clip kèm theo hình ảnh gấp vật thể nhìn như là dung sáng hoặc là sâu từ trong mắt ra. Chính vì vậy mà rất nhiều người đã tin rằng đi gấp sáng mắt ở các cơ sở spa có thể sẽ giúp cho mắt khỏe và đẹp hơn. Tuy nhiên các chuyên gia y tế đã cảnh báo về cách làm phản khoa học này. Cụ thể ra sao thì mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Những video bắt sâu gấp sáng để làm sạch mắt như thế này đang được phát tán tràn lan trên mạng xã hội TikTok. Theo nội dung quảng cáo,
Sau khi nhân viên nhỏ một loại tinh dầu vào mắt, các chủ spa sẽ lấy ra những sợi đen xanh dài và gọi là sâu mắt, sáng mắt. Clip đi kèm với những khẩu hiệu như mắt sâu mắt giúp chăm sóc mắt toàn diện, mắt sáng khỏe hơn. Các đoạn clip này đang thu hút hàng ngàn lượt xem, hàng trăm bình luận và chia sẻ. Tuy nhiên, theo bác sĩ chuyên khoa 2 Đào Thu Huyền, trưởng khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, trường hợp gặp sáng trong mắt là rất hiếm. Thêm vào đó, bác sĩ cũng phân tích về các chiêu trò quảng cáo gấp sáng của các cơ sở làm đẹp. Các cái video rầm rộ hiện thì nó không phải là theo hướng như vậy, mà đây là người ta dùng các cái loại hóa chất đưa vào mắt bệnh nhân, và khi nó kết hợp với cả nước mắt của bệnh nhân thì nó sẽ tạo ra những cái chất mà nó tạo thành hình dải như vậy, nó giống như là sán, giống như là run, nhưng mà nó lại không phải là sinh vật sống mà nó chỉ là giả giống như thế để cho người dân tin vào cái việc đấy thôi. Theo bác sĩ Đào Thu Huyền, niêm mạc mắt là bộ phận rất nhạy cảm, vì vậy không nên tùy tiện sử dụng các loại tinh dầu không rõ nguồn gốc để nhỏ mắt như trên clip. Tất cả những loại mà người ta đóng thành chai, thành lọ quảng cáo ở trên đó thì có thể nồng độ nó không đúng, hoạt chất nó không đúng, và có thể làm ảnh hưởng đến cái kết mạc của bệnh nhân. Các cái tinh dầu đấy mà vào nó có thể gây bỏng, và sau đó thì nó có thể làm cho là cái đường vào cho vi khuẩn, nấm, thậm chí là các loại ký sinh trùng khác, lại là nguy cơ để mắc vào các bệnh khác. Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo người dân phát hiện triệu chứng đau mắt, nhức mắt, mỏi mắt không nên tùy tiện mua thuốc tự nhỏ, tự uống, mà phải đến các cơ sở y tế có chuyên khoa về mắt để được bác sĩ tư vấn và điều trị kịp thời. Thưa quý vị khán giả và quý bà con, thời gian qua trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều cây ăn trái không hạt mang lại thu nhập khá cho bà con nông dân, cũng như tiềm năng xuất khẩu lớn từ chanh, dưa hấu, cam, bưởi da xanh và gần đây nhất là vải không hạt. Tại thủ phủ cây giống ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, anh Trần Thuận Khanh vừa trình làng một giống tắc không hạt mới lạ. Với đặc điểm không hạt tươi ngon, hiện giống cây này đang được nhiều khách hàng ưa chuộng và được định hướng là đưa vào hệ thống các siêu thị lớn trên cả nước. Hãy cùng với nhà nông thông minh tìm hiểu về giống tắc độc đáo này quý vị nhé. Chủ nhân giống tắc không hạt độc đáo này là anh Trần Thuận Khanh, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Để có được giống tắc không hạt độc quyền, nhà vườn này cũng mất thời gian hơn 10 năm dày công nghiên cứu và lai tạo. Gia đình làm cái giống năm nay là khoảng 30 năm. Thì trong 30 năm đó là năm khoảng mười mấy tuổi là em đã biết làm cái giống rồi. Giờ chiết cái chanh không hạt, rồi ghép qua cây tắc, rồi cây tắc ghép qua cây chanh, rồi vô tình nó là hữu phấn chéo rồi lai qua cây tắc có hạt hay không hạt. Tắc không hạt là loại cây đột biến. Sau 3 năm nhân giống trồng thử nghiệm, nhận thấy cây phát triển tốt, giữ được các đặc tính vốn có của cây tắc, đặc biệt là trái không có hạt, nước nhiều nên thị trường rất ưa chuộng. So với cây tắc truyền thống, tắc không hạt có thời gian sinh trưởng ngắn, trong vòng 6 tháng có thể cho trái, độ chua và độ đồng trái tương đương. Nhưng tắc không hạt mọng nước, năng suất có phần cao hơn tắc truyền thống. Đặc biệt, tắc không hạt sẽ giúp cho người dùng tiết kiệm thời gian vì không cần tách bỏ hạt. Hơn nữa, có thể chế biến nguyên trái để làm mứt, ngâm tắc muối một cách dễ dàng. Trong quá trình cái tắc không hạt này, tầm này nó có ưu điểm là cái trái nó không hột. Cái nó có khác biệt cái tắc có hạt là cái đít nó có cái nấm bằng với này, còn cái tắc có hột thì nó nhô cao lên, tỷ lệ đầu tái nó cao hơn cho cái tắc bình thường. Một chùm nó có thể là, nhưng mà tắc thường thì một chùm nó có thể là 10 bông, mà có thể là tắc không hạt có thể 20 bông. Tỷ lệ đậu khít hơn và dễ đậu hơn, không rụng trái. Với đặc tính dễ trồng, dễ chăm sóc, không kén đất, lại ít sâu bệnh, đầu ra lại tương đối ổn định. Vì vậy, dù chỉ mới xuất hiện khoảng một năm nay, nhưng được nhiều bà con nông dân lựa chọn. Hiện anh Khanh đang nhân giống cây tắc không hạt với số lượng từ 10.000 đến 20.000 cây tắc để chuyển giao cho bà con trong và ngoài tỉnh với giá 100.000 đồng một cây. Năm 2023, những cây tắc không hạt trồng thử nghiệm đầu tiên sẽ cho trái. Anh Khanh sẽ thực hiện bao tiêu sản phẩm trái cho bà con nông dân và định hướng đưa vào siêu thị. Không có cạnh tranh với các loại cây tắc khác. Nó đặc điểm của nó là nó không hột,
nó tiếp thu hế hơn so với tắc bình thường. Cây tắc này nó không có chiếm nhiều cái diện tích, có thể là mình trồng xen với cây cóc hoặc là cây với tán cây cũng được, như sầu riêng, lâm chôm là cũng vẫn tốt. Hàng trồng nói chung là lấy ngắn đôi dài cũng được. Tắc không hạt là loại cây giống mới và là sản phẩm độc quyền của anh Trần Thuận Khanh. Hiện cây giống tắc không hạt đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre công nhận là cây đầu dòng. Với nhiều đặc điểm ưu việt cũng như lợi thế sẵn có, tắc không hạt hứa hẹn sẽ là giống cây mới tiềm năng trong thời gian tới. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình, chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bản tin này sẽ quay lại vào ngày mai để chia sẻ đến quý vị những thông tin nóng nhất, mới nhất. Còn bây giờ, Như Nguyễn và Đào Duy xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.